Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với giải thi đấu Blast Premier Spring Group 2024. Chúng ta vừa cùng nhau trải qua hai trận thi đấu đầu tiên, một chiến thắng có thể nói là khá dễ dàng dành cho G2 Esports khi mà đối thủ của họ chỉ là một NIP đang ở trong giai đoạn cơ cấu lại đội hình khá là rời rạc và không có nhiều điểm nhấn lắm đến từ bên phía NIP. Thì việc G2 đem về một chiến thắng 2-0 có lẽ cũng là một điều dễ hiểu thôi. Cái lượt trận thi đấu đầu tiên thì cũng có một chút bất ngờ được tạo ra ở Falcon ở trong mắt thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên thì mọi thứ nó vẫn đang đi đúng cái quỹ đạo của nó, và nếu như cứ tiếp tục với cái đà này, đó là những đội tuyển đánh giá cao hơn sẽ là đội tuyển đem về cho mình chiến thắng, thì cá nhân em đang nghĩ rằng ngày hôm nay FaZe Clan sẽ có thể báo thù được thành công của thành viên Gamer Legion. Chính xác là như thế. Gamer Legion bọn họ khởi động giải thi đấu Blast này với một chuỗi trận thua, đó là 3 trận thua thông. Tuy nhiên bọn họ trong ngày đầu ra quân lại có cho mình một chiến thắng tương đối là bất ngờ, hay nói cách khác hơn là rất bất ngờ trước đội hình bên phía FaZe với tỷ số 2-0. Thì tuy nhiên thì ngày thi đấu hôm qua có vẻ như là những cái sự bất ngờ đã không còn khi mà Gamer Legion bọn họ để thua đội hình bên phía Team Liquid với tỷ số đó là 0-2. Qua đó lại một lần nữa đụng độ lại với FaZe Clan trong ngày thi đấu hôm nay. Liệu rằng Carrigan và những người đồng đội của mình có báo thù lại được cho ngày thi đấu mở màn hay không đây? Cá nhân tôi cũng đã rất là mong chờ để xem là cái cuộc tái ngộ giữa hai đội tuyển này nó sẽ diễn ra theo một cái chiều hướng như thế nào. Bởi vì ngoài việc đây là cuộc đấu để có thể tìm kiếm đội tuyển tiếp theo có mặt ở trong giải thi đấu Spring Group và đội tuyển nào sẽ bị đẩy xuống Showdown, thì nó sẽ còn là cuộc đụng độ giữa hai người đồng đội cũ nữa, đó là Snug cũng như là Neo. Vừa rồi thì một người đồng đội cũ nữa của họ, đó là Taz, cũng đã có một chiến thắng khá là giòn giã rồi. Chắc chắn là cả Snug cũng như là Neo đều sẽ không muốn để thua ở trong cái cặp BO3 cực kỳ quan trọng này. Để mà nói, nếu mà xét về những cái thông số của cả hai đội tuyển thì đội hình bên phía FaZe bọn họ đang nhỉnh hơn một cách hoàn toàn. Khi mà trong 5 trận thi đấu đổ lại đây thì đội hình của bên phía FaZe bọn họ, không, chính xác là trong khoảng 3 tháng đổ lại đây thì các cái chỉ số rating của đội hình bên phía FaZe bọn họ gần như là gấp đôi so với đội hình của bên phía team, đó là Game of Legend. Ba map đấu của chúng ta thì cũng đang có ở đây hết rồi. Ancient, Overpass và Inferno. Nói về bản đồ thi đấu Ancient thì có lẽ là FaZe Clan không còn quá xa lạ nữa. Kể từ thời điểm map thi đấu này mới được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức thì FaZe Clan cũng là một trong số team đầu tiên có thể nói là hiểu cách chơi và thi hành cái lối chơi của mình một cách rất là mượt mà trên map thi đấu Ancient này. Còn tại bản đồ thi đấu thứ hai, Overpass, đương nhiên nó cũng sẽ là một map mà FaZe Clan không lạ lẫm gì. Cái cách bắn chuẩn chỉ của họ rất là hợp với những map thi đấu yêu cầu tính chiến thuật cao như là Overpass rồi. Cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là nếu như muốn có một cơ hội đẩy trận đấu này tới map 3 thì Gamer Legion phải thắng luôn từ map đầu tiên, chứ không phải là map pick của chính họ. Tại vì ở map thi đấu Ancient này là một map rất nặng về việc đấu tay, mà Gamer Legion thì cũng không ngại những cái tình huống solo aim với các thành viên bên phía FaZe Clan cho lắm khi mà ông đang sở hữu khá là nhiều những cái tài năng trẻ. Một trong số đó là vị trí của Vol, người đang xuất hiện trên màn hình quý vị của các bạn đây. Một player cũng đã làm nên tên tuổi cùng với những Cypher, những Thomas từ cái thời điểm còn bắn cho Into the Breach ở mùa Major năm ngoái. Năm nay thì anh ấy quay trở lại với một line up tiềm năng hơn, Á quân của Major 2023. Tuy nhiên thì cũng không biết là khi mà vào với cái bộ khung này thì Vol có còn thể hiện được tốt như ngày thi đấu đầu tiên hay không. Sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều để có cho mình một tấm vé đi tiếp đến từ đội hình của bên phía Gamer Legend. Còn đối với FaZe, liệu rằng ngày hôm nay bọn họ có báo thù được hay không đây? Quả thực nếu ngày hôm nay mà FaZe thua thì đây sẽ là một cơn đại địa chấn tại giải thi đấu Blast Spring Group lần này. Chắc chắn là như vậy. Bản thân các thành viên của FaZe Clan họ cũng đang trên đường tìm lại cái đỉnh vinh quang, đúng không? Họ đã là đội tuyển thống trị giai đoạn đầu của set 2 cho tới khi bị đả bại bởi Vitality. 3 giải thi đấu đầu tiên họ tham gia, 3 giải thi đấu họ vô địch. Chắc chắn là FaZe Clan không muốn để cho những fan hâm mộ trên thế giới quên mất họ là ai, đặc biệt trong cái thời điểm mà chúng ta được nhìn thấy có những đội tuyển ngày xưa rất mạnh và họ có một giai đoạn khó khăn trong khoảng 3 năm vừa rồi thì giờ đã quay trở lại như kiểu là Astralis chẳng hạn, đúng không? G2 cũng đang có một cái phong độ nó có phần ổn định hơn. Na'Vi thì cũng đã xui xui cái đội hình của mình rồi. Em nghĩ là Wonderful đang khớp vào với lineup của Na'Vi rất là tốt. Cloud9 cũng vậy. Chúng ta được nhìn thấy những đại diện thuộc gọi là Big Six ngày xưa của CS đang dần dần quay trở lại. Thì FaZe Clan cũng sẽ cần phải lên tiếng một cách rõ ràng, đặc biệt sau khi mà trận thi đấu mở màn giải đấu này họ để thua theo một cách chúng ta cảm thấy hơi khó hiểu một chút. Map thi đấu đầu tiên, map thi đấu Ancient. Đừng quên rằng FaZe Clan bọn họ đã để thua trong ngày đầu ra quân tại map thi đấu Ancient này. Liệu rằng trong ngày thi đấu hôm nay kịch bản nó sẽ khác hay không đây? Hay Gamer Legend sẽ tiếp tục gieo sầu cho các player bên phía FaZe Clan, và chúng ta hãy cùng nhau đến luôn với map thi đấu đầu tiên, map pick của đội hình phía FaZe, map thi đấu Ancient. Với việc đây là map pick của các thành viên bên phía FaZe Clan thì Gamer Legion sẽ là đội tuyển xuất phát bên phía City Side trước.
Có vẻ như chúng ta đang có một lỗi kỹ thuật xảy ra thì phải, khi tôi nhìn thấy không có một player nào di chuyển có chủ đích cả. Và đây đang là vấn đề tới từ mic của Rope. Cái yếu tố giao tiếp luôn luôn là một yếu tố rất quan trọng ở trong những cái tựa game yêu cầu tính đồng đội cao như cái loại CS. Đôi khi chỉ những cái trục trặc liên quan tới việc giao tiếp thôi, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới kết quả chung. Và hy vọng các bạn khán giả có thể chờ đợi ít phút để ban tổ chức có thể đảm bảo là điều kiện trang thiết bị thi đấu các đội tuyển đều đã sẵn sàng. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với map thi đấu Ancient này. FaZe Clan bọn họ vẫn có cho mình đó là bộ ba nguyên tử Frozen, Brokey cũng là Rope. Ba player đang có một phong độ rất cao trong khoảng 3 tháng đổ lại đây. Đây sẽ là những ngòi nổ chính của FaZe ở trong trận thi đấu này. Và chúng ta sẽ đến luôn với Pistol Round, map thi đấu Ancient. Hai đua Beretta một flash tới từ game Legion và có vẻ họ đang tính đến một tình huống đi đẩy mid cùng nhau. Đây là một đội hình tập trung gần như là cả 5 người ra mid tới từ game Legion rồi. Trong cái đó thì FaZe Clan cũng đang có một kế hoạch tương tự, cũng là một đội hình ra mid đông và chỉ cần một quả smoke các thành viên của FaZe Clan, họ đang phần nào đó kiểm soát được trục mid đồ này. Game Legion bắt buộc phải bắn lùi sâu, họ không cương ngược trở lại để có thể lấy thông tin được. Và khởi đầu trong 30 giây đang là rất tốt tới từ bên phía FaZe Clan. Đang có những tình huống đấu súng ở khu vực đó là BKB. Cài tới hai người ở khu vực BKB đến từ đội hình của Game Legend. FaZe Clan sau khi gây một chút áp lực lên khu vực middle, họ chỉ để lại vị trí của Rope thôi. Còn quả C4 sẽ được hướng đến khu vực đó là bom site B. Hiện tại bom site B của đội hình bên phía Game Legend chỉ có hai người ở khu vực BKB, đó là vị trí của Snack cũng như là Kéo Z. Brokey sẽ là người đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở trong pha này. Không được để đối phương ra khỏi khu vực BKB. Phải khóa cặp đôi Snack cũng như là Kels ở lại đây để giúp Rope có khoảng trống. Và Brokey đã làm được một, Rope cũng vậy, Frozen cũng vậy. Và vẫn là một tình thế 2v2 giữa cả hai đội tuyển thôi. Nhưng giờ thì Snack đã tạo sự khác biệt rồi. Và Rope trước đó thì đã lộ, đây cũng không phải quả bom đặt cho vị trí Rope để có thể xử lý. Và thời gian còn lại là 5 giây, Rope bắt buộc đẩy vào. Rope không thể vượt qua kinh nghiệm của Snack khi đó là một khẩu đùa Beretta được tận dụng hoàn hảo bởi anh chàng người Ba Lan. Và 1-0 là tỷ số nghiêng về Game Legion sau Pistol Round. Vào được khu vực bom site B, tuy nhiên Keo Z cũng như là Snack, những người đứng trong khu vực B còn đấy, chính là BKB của đội hình bên phía Gamer Legend đã làm quá tốt với những cái mạng hạ gục của mình. Và đặc biệt trong round thi đấu vừa rồi, đó là vị trí của Snack. Những tình huống bắn cũng như nhấp nhả rất khó chịu đến từ Snack khiến cho Rope không thể hạ gục được anh chàng này, và đó là 1-0. Khởi đầu rất thuận lợi dành cho đội hình bên phía Gamer Legend. FaZe Clan rõ ràng là họ đã chiếm mid rất là hay ở trong khoảng thời gian ban đầu đúng không? Họ chỉ tốn có đúng một quả smoke duy nhất thôi. Các thành viên của Game Legion thì lại giữ được khu vực BKB, và đó là lý do tại sao mà FaZe Clan không thể triển khai cái bài đánh mid to B của mình một cách hoàn hảo trong Pistol Round vừa rồi được. Quay trở lại với round thi đấu này, chủ động là up cục tới từ FaZe Clan khi round trước họ vẫn đặt được bom, nhưng đang mất một cái phần diện tích khá lớn tới từ FaZe Clan. Và đối phương đã biết là bom side B clear rồi, sẽ có người được bách trở lại bom A thôi. Và đây sẽ là hai người bên phía Game Legion. FaZe Clan đúng khoảng thời gian này thì họ lại đang tập trung đông người để có thể bỏ chuyện lấy thông tin ở A. Sau một khoảng thời gian dài, FaZe vẻ đưa ra quyết định cuối cùng, xét bài A đánh tổng lực và để một mình Rain là người lực. Sẽ là một tình huống lên A đến từ đội hình của bên phía FaZe rồi, khi mà khu vực B main cũng như là khu vực mid đồ không thể kiểm soát nổi. Và ở đây có một khẩu scout đến từ vị trí của Accor đang kê ra ở khu vực City. Và bây giờ với những quả smoke này thì Accor biết, đội hình của Gamer Legend biết FaZe sẽ vào khu vực bom site A trong tình huống này. Accor có cho mình không? Chính xác hơn là Accor bị bắn đinh. Và bây giờ sẽ là phải là một tình huống retake về sau đến từ đội hình bên phía team Game Legend mà thôi. Hai người ở B bây giờ mới bách về. Và thời gian thì vẫn đang trôi. Gần 10 giây trôi qua rồi với Game Legend. Bây giờ họ mới tiến được vào đến khu vực Donut. Roka thì đã bị hạ gục. Và bây giờ thì thêm mạng gọi tên FaZe Clan. Snack đổi lại một kill, Snack đã làm đôi. Và liệu rằng có bất ngờ xảy ra hay không đây? Vôn cũng đã bắt được Rope rồi, và chỉ còn lại một mình Rain ở trong pha thi đấu này. Nhảy là rất dẻo tới Rain, địch chưa gỡ bom, Rain làm được đôi. Và đây sẽ là chiến thắng dành cho thành viên FaZe Clan với màn tỏa sáng cực kỳ xuất sắc của Rain. Hai round thi đấu, chúng ta đều được nhìn thấy những lão tướng là những người xử lý hay nhất. Và tỷ số đã được cân bằng là 1-1. Game Legion họ thắng Pistol Round, nhưng lại để thua Second Round. Một tình huống đọc bài rất nhanh đến từ FaZe Clan. Khi mà bọn họ thấy đội hình của bên phía team Game Legend, bọn họ đẩy rất đông nhân sự của mình ra khu vực B main và khu vực đó middle, thì ngay lập tức là một bài setup A. Và ở những tình huống cuối cùng thì kinh nghiệm của Rain đã đem lại cho những người đồng đội ra thi đấu chiến thắng đầu tiên. 1-1 rồi.
Chưa kể đây là một round thi đấu mà đội hình bên phía team Gamer Legion đó để thua một tình huống force buy. Thậm chí là mất cả 5 súng tới từ bên phía Gamer Legion. Chính xác là 4, họ vẫn giữ lại được một Galil đến từ Vol. Tuy nhiên thì phần còn lại sẽ chỉ là 5-7 thôi. Và đương nhiên với những khẩu 5-7 kèm theo một cái lượng bom ít ỏi như thế này thì Gamer Legion không thể chiếm mid chủ động được. Họ sẽ phải chơi thụ động, bắn giống với Piston round hơn. Có một chút những cái sự thay đổi đó ở round thi đấu Piston thì làm đội hình 2-1-2 tới Gamer Legion. Nhưng round thi đấu này thì họ lại chỉ bắn một người không bị donut. Để xem mà Ruka có thể quẩy được đủ lâu hay không đây, khi mà trông rất giống là đội hình FaZe Clan đang muốn tiến một bài midway. Đang bò trườn rất gần đến khu vực bom xe A, đến từ vị trí của Rain cũng như là Bokri rồi, và sẽ sớm thôi. Rain sẽ phát hiện ra bom xe A của đội hình bên phía team Gamer Legend đang bỏ trống. Tuy nhiên Arcor lại có cho mình cái mạng của Karrigan trước khi nằm xuống dưới họng súng của Frozen. Đây sẽ là một tình huống retake 4v4 đến từ cả hai đội tuyển. Tuy nhiên góc móc máy của Snack đang là một góc móc máy rất đẹp dành cho đội hình của bên phía Gamer Legend, và cần phải làm nhanh hơn đến từ đội hình bên phía phẩy. Hỏng rồi, Gamer Legend, những người trong side đã hơi vội ở trong pha thi đấu này. Chúng ta hiểu rằng là họ sẽ muốn tạo động để cho những người đi móc có một cái khoảng trống lớn hơn, tạo nhiều đột biến hơn. Tuy nhiên thì đấy không phải là cách tạo bất ngờ đúng. Bởi vì bạn mà chết, đồng đội còn chưa tới nơi thì hoàn toàn là vô giá trị. 2-1 gọi tên FaZe Clan. Tất cả những gì Gamer Legion giữ lại được ở trong round thi đấu này là hai cái giáp tới từ KZ cũng như là Snack. Nhưng chắc chắn là trong round thi đấu tiếp theo thì ba thành viên của họ sẽ chỉ có thể chơi được với những khẩu lục thôi. Và nó sẽ làm cơ hội rất lớn để FaZe Clan có thể tiếp tục nới rộng khoảng cách của mình. Họ cũng sẽ không để mất quá nhiều tài nguyên ở trong round thi đấu này, khi mà FaZe đã biết rằng khu CT clear. Như vậy thì pha cam của Snack không mang lại giá trị gì cả. 2-1 dành cho đội hình bên phía FaZe rồi, và rất có thể sẽ là 3-1. Round thi đấu tiếp theo sẽ phải eco đến từ đội hình bên phía Gamer Legend. Cứ tưởng chừng như có Piston round thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn dành cho Snack cùng những người đồng đội của mình. Tuy nhiên đối thủ của bọn họ là FaZe Clan, đội tuyển top 2 HLTV, và đẳng cấp của bọn họ là có thừa. Gần như sẽ làm round thi đấu miễn phí cho FaZe, trừ khi là Gamer Legion muốn làm điều gì đó. Tôi cần phải nhìn xem Gamer Legion có gì đây. Một quả smoke sẽ không phải là một bài đẩy, chỉ là stack đông người. 4B tới từ Gamer Legion, và đây lại là một round thi đấu trùng hợp thay FaZe Clan lại đang tập trung khá nhiều bên phía cánh phải. Giờ là 5B, bắt bài đúng. Chưa biết chừng là Gamer Legion có thể thắng trong round thi đấu này. Quyết định vào B đến từ đội hình bên phía FaZe, và Karrigan sẽ là người đi đầu trong đội hình của bên phía FaZe Clan. Karrigan bắt kỳ không, chính xác là KZ lại có cho mình cái mạng của Karrigan rồi, và Isaac cũng kết thúc đi cái đầu của vị trí Frozen. Rocky có cho mình mạng hạ gục trước khi Isaac có cho mình double kill. Vẫn sẽ là một tình huống 2v2 thôi, và quả bom đã được đặt xuống. Rain có cho mình double kill, và chỉ còn lại một mình đó vị trí Snack. Có cho mình một khẩu súng to cộng với một cái giáp 1, cơ hội cho Snack là vẫn còn. Ui, Snack rất tỉnh, Snack biết Rob sẽ ở quanh đây, và Snack có được mạng của Rob rồi. Rain chỉ còn lại 5 HP. Snack biết Snack đang đi săn, nhưng Rain cũng là một lão tướng đầy kinh nghiệm. Một cuộc đấu trí mà Rain đã là người thắng ở trong round thi đấu này, khi Snack sẽ không đủ thời gian để có thể gỡ bom. Và tỷ số của chúng ta vẫn là 3-1 nghiêng về FaZe Clan. Thực sự để mà nói, đó là một round thi đấu vất vả hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta tưởng tượng. Bởi vì Gamer Legion họ đã đưa ra một quyết định bắt bài quá chính xác. Tưởng chừng như cái quyết định bắt bài đến từ đội hình bên phía Gamer Legend đã đem lại cho bọn họ những trái ngọt. Tuy nhiên đáng tiếc, vẫn là Rain mà thôi. Một lão tướng xử lý trong những tình huống cuối phải gọi là 10 điểm. Quả bom vẫn nổ, và đó vẫn là round thi đấu chiến thắng dành cho đội hình của bên phía FaZe. Một cái thở phào tương đối nhẹ nhõm đến từ vị trí của Karrigan. Chắc chắn là thở phào nhẹ nhõm rồi, vì Karrigan là người mắc lỗi lớn nhất ở trong round thi đấu vừa rồi. Pha sấy không mấy chuẩn chỉ tới từ Karrigan. Và thật ra chúng ta cũng biết việc Karrigan là một player tay thật ra là không quá to, nhưng mà xét về mặt bằng chung của FaZe Clan, những người tay to phải là Rain kia kìa. Khi Rain đã có một, nhưng mà FaZe Clan bây giờ họ cần phải có thêm. Karrigan đã bị bắt lại bởi Vol rồi, nhưng Vol không thể đuổi hai. Và bom xe hiện tại đang là một cái điểm yếu lớn tới từ Gamer Legion, khi mà Isaac người gần nhất thì cũng chịu thể kê lại từ Temple ra, không thể contest khoảng trống bên trong side với cái thành viên FaZe Clan được. Rain thậm chí có cho mình cái double kill với cái mạng hạ gục của KZ. Và Isaac và Arcor gần như sẽ chỉ có thể đi xếp súng mà thôi. Đang là một phong độ rất rất cao đến từ vị trí của hiệu trưởng Rain. 8-2 rồi.
Hai mạng hạ gục cộng với đó là một mạng hạ gục của Frozen nữa. Như thế là quá đủ dành cho FaZe trong round thi đấu này. Một key round để bị gãy tương đối là nhanh đến từ đội hình bên phía Gamer Legend. Và sẽ là 4-1 dành cho FaZe Clan. Từ nãy giờ thì cảm giác là cái bom say A của Gamer Legend đang là cái vị trí có nhiều yếu điểm nhất thì phải. Chúng ta cũng đều biết là ở bom say A thì thường là các đội tuyển chuyên nghiệp họ chỉ bắn solo thôi. Mà thật ra thì cái công việc solo của bom say A nó không khó đến mức đấy. Các bạn cần có một khẩu ốp. Nó cũng là một giải pháp. Đơn giản là một người nhá dẻo của A-Man để có thể trả đủ tới tham minh. Bốn mạng. Rất dã man đến từ Rain. Em nghĩ thật sự thì bây giờ nó không còn là lỗi của bom xe A nữa rồi. Nó lỗi của Rain thôi. Chính xác. Rain không cho Gamer Legend xếp một súng nào cả. Và round thi đấu này sẽ là một round thi đấu phải chơi với những khẩu lục thêm lần nữa tới từ Gamer Legend. Một mình đi bắt súng đến từ Rain. Không mất cho mình một HP nào cả. Đi vào và đi ra rất nhẹ nhàng thôi. Có cho mình hai cái mạng của đối phương tiếp theo. Deny đi cả 5 súng của đối phương. Những cái nhướn mày của bên phía team Gamer Legion. Phần nào đó cho chúng ta nhìn thấy cái sự tôn trọng mà họ dành cho Rain đúng không? Nó đúng kiểu... Chịu rồi. Chưa cầm bữa. Đang có một khởi đầu ổn dành cho đội hình bên phía FaZe. Bọn họ đang đè nén được đội hình bên phía Gamer Legend là tương đối tốt. Đó thì đấu này thì quyết định đó là half buy đến từ Gamer Legend thôi. Lượng kinh tế đã là không còn đủ đầy nữa. Cơ hội để cho đội hình bên phía FaZe Clan lên cho mình con số 5 là rất rõ ràng. Có một góc boost dành cho Brocky tại B-Main. Tuy nhiên thì B-Main chưa bao giờ là nơi Gamer Legend họ dồn đông nhân sự cả, mà thường họ sẽ dồn đông người ra khu bi kết nhiều hơn. Round này cũng vậy. Tuy nhiên thì người ở trong side Keo Z không được quyền nằm xuống, vì nếu như anh ta bị bắt thì Snug sẽ hoàn toàn bị kẹt. Và địch mà đi hai đầu cùng lắm Snug chỉ có thể đổ được một thôi. FaZe Clan cũng trông khá là giống muốn đánh một bài mid to be ở trong round thi đấu này, nên rõ ràng là cái nhiệm vụ của Keo Z nó sẽ càng trở nên nặng nề hơn. Vẫn đang tận dụng những quả đồ là rất tốt đến từ đội hình bên phía FaZe. Nó đã phát hiện ra vị trí của Akko ở trong khu vực đó là đồ đất rồi. Và bây giờ sẽ là một tình huống quay trở lại khu vực middle. Đây sẽ là một tình huống đánh vào khu vực bom xe A đến từ đội hình bên phía FaZe Clan. Akko đang cảm giác là hơi đơn độc nha. Đối phương chắc chắn sẽ check góc thi đấu này. Và gần như là không có cơ hội dành cho Akko một tình huống check góc chuẩn chỉ. Frozen có cho mình cái mạng hạ gục đầu tiên. Còn bây giờ Vol sẽ phải tự xử lý ở trong khu vực bom xe A mà thôi. Double kill dành cho Vol với 5-7 nhưng không phải là mạng thứ 3. Rất gần nhưng cũng rất xa tới từ Vol. Nếu đó là mạng thứ 3 mọi chuyện có thể đã khác, nhưng không. Chẳng có bất ngờ nào ở đây cả. Và với những khẩu 5-7, những khẩu Mark 7, những khẩu súng này sẽ không có giá trị trong tình huống retake với các thành viên Gamer Legion. Và họ phải chấp nhận một tỷ số 5-1 game FaZe Clan thôi. Vẫn là khu vực bom sai A. Những người bắn theo vai trò gần như là solo của bên phía team Gamer Legion đang chưa thực sự được thoải mái cho lắm. Tôi đang nhìn cái cách họ, mà đội của FaZe Clan họ đặt tâm và họ di chuyển về khu bom xe A là họ biết thừa Roka đang đứng ở đâu rồi. Chắc chắn là bên trong khu vực donut và chỉ có thể đứng cương một góc tầm gần thôi vì súng yếu quá. Họ vào họ check ra được góc đó, họ biết rằng là chỉ cần họ ăn được Roka thì kiểu gì họ cũng đụng thủng được cái bom xe A. Chẳng có lý do gì họ tiếp tục cái contest bom xe B một nơi mà từ nãy đến giờ họ không kiểm soát được bí kíp, họ không có thông tin. Họ không biết là bên phía Gamer Legion có bắn stack đông người ở B hay không nữa. Những cái vỗ tay đến từ vị trí của Neo dành cho những người học trò của mình. FaZe đang dẫn trước đội hình bên phía Gamer Legend với tỷ số đó là 5-1. Round thi đấu tiếp theo sẽ là một kỳ round quan trọng dành cho đội hình bên phía Gamer Legend. Nếu bọn họ còn tiếp tục để thua thì lượt thi đấu first half sẽ trôi tuột vào tay của các L bên phía FaZe Clan. Và Snake, round thi đấu này vẫn quyết định đó là sử dụng khẩu Mark 7 để tiết kiệm lượng kinh tế dành cho những người đồng đội của mình trong những round thi đấu tiếp theo. Và khẩu Mark 7 này thì chúng ta biết ở map thi đấu Anson chỉ có thể nó là chơi ở khu vực B-Connector rồi. Isaac ở khu vực middle bắt đi cái đầu vị trí của Frozen rồi, lợi thế hơi hơn người hiếm mòi trước khi mà nằm xuống dưới họng súng của Carrigan. First Blood dành cho Carrigan. Hiệu số của anh ta đã là 1-6. Những điểm nóng sẽ là cuộc bom side B với người bạn già Rain. Nhưng Rain lại không có một khoảng tham minh chính xác. Snug đang chớp thời cơ để có thể đi đẩy. Và Carrigan thì đã rất yếu rồi. Được đổi sang một khẩu ốp tới từ người đàn em Brocky. Nhưng chừng đó thôi có lẽ vẫn là chưa đủ. Cần phải có thêm những sự cẩn thận đến từ bên phía FaZe Clan. Họ chỉ còn lại đúng một quả smoke duy nhất. Tức là họ trả smoke vào đâu thì gần như bắt buộc phải all in vào khoảng tham minh đó.
đang hâu với nhau ở khu vực đó là bi mền. Bây giờ ra mid thì cũng không còn đồ để có thể kiểm soát lại khu vực mid nữa. Và đang có dấu hiệu đi đẩy đến từ vị trí của KLZ. Và đó là một khoảng tham bình xài đến từ vị trí của Kaigen. Ngay lập tức nằm xuống. Mất thêm một người rồi. Và bây giờ Proki cũng như là Rope cần phải đó là một tình huống 2v4. KLZ trước khi nằm xuống vẫn hạ gục đi được đó là vị trí của Proki. Và top 3 HLTV vị trí của Rope Z cần phải clutch 1v3 trong tình huống này. Vào kếp trông rất giống là hẹo tới từ vị trí của Rope. Khi mà đây là một khẩu Mark 7 và đó là Snack lên tiếng. Shotgun CS2 cự ly tầm gần, Picker's Vantage. Tất cả mọi thứ đều ủng hộ Snack trong pha thi đấu vừa rồi, không thể bắn trượt được. Brown thi đấu có cho mình lợi thế ở khu vực middle và ngay lập tức đó là Brown thi đấu chiến thắng dành cho đội hình bên phía Game Legend. KLZ cũng đã bắt đầu chơi game trở lại với hai mạng hạ gục. 2 năm dành cho đội hình của bên phía team Game Legend. Nói hôm nay là một ngày thi đấu tương đối đen dành cho vị trí của Kaigen. Anh chàng này liên tiếp là có những khoảng tham minh lệch với đối phương chỉ có là khoảng 1 đến 2 giây mà thôi. Thắng cho mình tới 5 round thi đấu, tuy nhiên round thi đấu này lại một key round đến từ đội hình bên phía phẩy. Thua round thi đấu này thì rất có thể Game Legend bọn họ sẽ có luôn cho mình round thi đấu chiến thắng thứ 4. Và khởi đầu thì Game Legend đã chiếm được mid rồi. Một cái checkpoint rất quan trọng. Nhưng theo tham minh của Spoke của Elbow gần tan đi thì Isaac sẽ cần phải lùi về để có thể kẹp chéo với Snack. Nhưng với việc bắn đông người ở khu vực mid và cả khu vực bom sai A thì B sẽ rất mỏng. Và nếu như FaZe Clan đánh B lúc này thì nó sẽ là một thảm họa dành cho Game Legion. Vấn đề là FaZe Clan họ chưa vào B vội, họ ra mid cùng nhau trước. Và góc của Snack là một góc phải bắn nhau tới chết. Đẩy thêm vị trí của Von ra khu vực Donut rồi. Đây sẽ là một tình huống kẹp chéo 3 người, như là 3 người ở khu vực middle. Còn đối với đội hình của bên phía team đó là FaZe Clan, Rope trước khi nằm xuống vẫn có cho mình game đầu của Isaac. Tay là rất to đến từ Rope và bây giờ khu vực B Connector. Không, chính xác là khu vực B Cape đã được kiểm soát bởi vị trí anh chàng Broky. Snack đang đi móc và Broky không kê lại. Broky không nhìn lại ở trong pha này, Broky đang kê cho đồng đội để clear Cape. Slug đã vào tới nơi và Slug double kill dành cho Slug, tay là quá to. Chaos trước đó đã lên tiếng rồi, chỉ còn lại Rain mà thôi. Nhưng không thể có một tình huống làm ba tới từ vị trí hiệu trưởng Rain để clutch thành công một lần nữa. Phép màu của Rain đã bị hóa giải hoàn toàn bởi lực lượng đông đảo bên phía Game Legion. Và tất cả tới từ một tình huống xử lý quá hay của Slug. Huống móc quá hay đến từ vị trí của Snack. Đấy, sau khi tiếp cận được vào đó là khu vực B kép đến từ đội hình bên phía phầy thì ngay lập tức Snack cũng có cho mình một tình huống di chuyển rất hay, không kê lại đến từ Broky và đó là cái kết thảm họa dành cho đội hình của bên phía FaZe Clan trong khu vực bom sai B của đội hình bên phía Game Legend. Nhớ những gì mình đã đề cập thì round thi đấu vừa rồi là một round thi đấu gần như là key round dành cho đội hình bên phía phầy. Tuy nhiên với việc hạ được quả C4 cộng với lượng Lost Bonus cộng vào thì rất có thể đây sẽ là một round thi đấu mà đội bên phía FaZe bọn họ vẫn có thể up được. Vẫn cần phải tập trung đến từ đội hình bên phía Game Legend để có thể comeback trở lại map hiểu Ancient này. Vậy sẽ chỉ là half buy từ FaZe Clan và một khẩu Hero AK dành cho Rope. Xem là với khẩu AK được đồng đội trao chọn niềm tin như thế này thì điểm đến của Rope sẽ là ở đâu đây? Rất có thể sẽ là bom xe A. Chữ Rope là một người bắn A khá tốt nên anh sẽ hiểu những góc thi đấu nào mà đối phương thường có thể đứng. Nhưng đối diện với Rope lại là một đội hình 1 trên 1 dưới. Round thi đấu trước Game Legion chưa hề lộ setup này. Và khẩu ốp của Roka sẽ là vấn đề rất lớn mà FaZe Clan cần phải giải quyết. Broky boost đồng đội lên và Rope cần phải pick được Roka thì mới có cơ hội giành của FaZe Clan được. Ồ, bắn trượt đến từ vị trí của Roka và ngay lập tức anh chàng này yếu máu. Tuy nhiên Von khu vực tầng 2 thì có cho mình cái đầu của Rain. Lượng đồ là vẫn còn để có thể ngăn cản bước tiến của đội hình bên phía FaZe vào khu vực bom xe A. Và bây giờ phải chậm lại đến từ FaZe mà thôi, bọn họ đã mất một người rồi. Không thể đi đâu đến từ FaZe Clan được, chúng ta nhìn. Cái người đang làm FaZe cảm thấy khó chịu nhất luôn luôn là Snack. FaZe muốn đi đâu thì hoặc là Snack sẽ ở sau lưng FaZe Clan, hoặc là Snack sẽ trả một cái quả bom gì đấy để FaZe không làm được. Và đây, round này FaZe không đi được A, họ muốn về mid, một quả smoke vào mặt. Isaac đã có một góc thi đấu đẹp, và mặc dù quả flash là tốt từ Frozen, nhưng Rope lại không thể giạt ra để pick người. Làm gì tiếp đây?
Ui. Quá yếu đến từ những người chơi bên phía FaZe Clan rồi. Hết rồi. Và Isaac như Snap có lẽ sẽ dọn dẹp nốt tàn cuộc ở đây mà thôi. 4-5 dành Gamer Legion. Thực sự thì kinh nghiệm của Snap là một thứ gì đó chúng ta không thể xem thường được. Đang có những dấu hiệu khởi sắc dành cho đội hình của bên phía Gamer Legion. Nó đã thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn là một round thi đấu mà thôi. Còn đối với FaZe, những round thi đấu gần đây thì có vẻ như bọn họ đang để bị Snack đọc bài là tương đối nhiều. Những cái tình huống di chuyển của Snack gần như đang hóa giải những cái bài đánh đến từ đội hình của bên phía FaZe. Round thi đấu thứ 10, đây là một round thi đấu full bài đến từ đội hình bên phía FaZe Clan. Tuy nhiên thì vô kỳ, với lượng kinh tế ít ỏi thì anh chàng này cũng chưa thể áp cho mình đó một khẩu AWP. Tập trung đông người ở quanh B thêm lần nữa tới từ FaZe Clan. Từ nãy đến giờ thì chưa có một round thi đấu nào mà họ chiếm cái kép xong, còn toàn vẹn đội hình của mình cả. Một lần nữa chúng ta phải nhắc lại về cái sự khó chịu của Snack. Đây là người thủ bí kép chính bên phía team Gamer Legion. Nhưng người bên trong side B là KLZ thì nên cẩn trọng một chút. Mất phần trong của B rồi và thậm chí có thể mất cả backside. Kirin đã bắt được KLZ thành công. Isaac giạt ra và đuổi mạng kịp thời cho đồng đội của mình. 4v4. Gamer Legion vẫn còn rất rất nhiều bom. Họ vẫn giữ được bi kép khi Snack chưa hề bị lùa ra ngoài. Và nếu như Snack làm được mạng hoặc là những người đồng đội tạo ra khoảng trống để Snack có thể quẩy thì chưa biết điều gì có thể xảy ra. Đằng sau lưng Snack có người và Snack có vẻ đã biết điều này. Frozen cần phải tỏa sáng và đó là mạng hạ gục dành cho Frozen. Garrigan cũng đã đấm mồm được Isaac rồi. Thêm mạng hạ gục thứ hai dành Garrigan với một tình huống chăn first play hoàn hảo của mình. Và dấu chấm hết. Dấu chấm hết dành cho Gamer Legion. Garrigan làm 3 và 6-4 gọi tên FaZe Clan. Một round thi đấu đã có những sự thay đổi khi mà FaZe bọn họ không quá chú trọng đến khu vực bi kép ở những khoảng thời gian đầu tiên. Thay vào đó bọn họ đẩy đông nhân sự của mình ra khu vực đó là bi main và đó là điều gây bất ngờ cho đội hình bên phía team đó là Gamer Legion và đặc biệt đó là vị trí của KLZ. Còn Snack thì đã không làm tròn trách nhiệm của mình ở khu vực bi kép khi mà Frozen đã có một tình huống bắn tay rất to. Chứng đó thôi cũng là những lợi thế mà FaZe Clan bọn họ mang về ra thi đấu mang thứ 6 dành cho bản thân mình. Còn đối với đội hình bên phía Gamer Legion, đây sẽ là một kỳ round quan trọng dành cho bọn họ. Nhưng chính ra nhìn vào chúng ta mới thấy là hai cánh của bên phía Gamer Legion bên phía City Side rất là mỏng. Kể cả người bắn solo A cũng yếu mà người bắn ở B cũng có những khoảng tác minh khá là lờ mao. Những ra thi đấu mà Gamer Legion họ thắng được ở B đa phần là do họ đẩy đông người vào trong khu vực kép. Còn họ mà đứng ở trong side thì cái tỷ lệ bị bắt tham minh của bên phía team FaZe Clan là quá cao. Round thi đấu này lại tiếp tục mất A rồi. Nhưng đó là ý tưởng bên phía Gamer Legion từ đầu. Bắn bỏ A để có thể retake về sau, tránh tổn hại về người. Và Roka đã có cho mình tình huống bắn tốt. Bom chưa được đặt. Giờ thì Brocky sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ này. Và thế trận post plan là 3v5 dành cho FaZe Clan khi mà vừa rồi Rain đã bị bắt lại. Đang có tới 3 người ở khu vực Donut đến từ đội hình của bên phía team Gamer Legion. Brocky có cho mình cái mạng hao gục Snack trước khi nằm xuống. Khó dành cho Rope cũng như là Frozen rồi. Đối phương sẽ ập ra. Bây giờ sẽ là phải là những tình huống bắn nhau tay to đến từ đội hình của bên phía FaZe thôi. Tuy nhiên Frozen và Rope mỗi người có cho mình. Không, chính xác là hai người này đổi cho mình tới 3 mạng. Và chỉ còn lại một mình Akor với một khẩu AWP. Không thể gỡ được đến từ vị trí đó là Akor và đó là Rope Z. Đem về round thi đấu chiến thắng thứ 7 dành cho đội hình của bên phía team FaZe. Quá đẳng cấp đến từ bộ đôi đó là Frozen và Rope. Những tình huống bắn tay cực to đến từ hai player này. 2v4 vẫn làm được. Người nghe và nó là sát sườn trong màu áo Mousesport ngày xưa. Đã một lần nữa được nhìn lại round thi đấu này. Round thi đấu mà thật ra là Gamer Legion đã bắn rất hay. Kể cả tình huống xử lý cuối tôi cũng nhìn ra được cái ý tưởng của Roka là cực kỳ hay. Roka gỡ fake một nhịp. Và nghĩ rằng là nếu Rope sẽ đứng ở ngoài spam vào thì mình thả một quả nết ra, nổ smoke là bắn thẳng viên đỗ mặt đối phương luôn. Sau đấy gỡ tiếp, thừa thời gian mà có kit. Nhưng không, Rope còn quái hơn thế, Rope không đứng spam, Rope đi hẳn một vòng tròn. Và Roka coi như là lạc lối. 7-4 dành cho đội hình của bên phía FaZe rồi. Và với kết quả này thì ở lượt thi đấu first half, FaZe sẽ là những người vươn lên dẫn trước đội hình bên phía Gamer Legion. Một round thi đấu tương đối đáng tiếc dành cho đội hình bên phía Gamer Legion khi mà FaZe bọn họ đã có những star player tỏa sáng. Đặc biệt đó là vị trí của Rope Z cũng như là vị trí anh chàng Frozen nữa.
Kỳ Rào đến từ GM Legend đã bị bẻ gãy tại round thi đấu trước. Và round thi đấu này bọn họ phải thi đấu với lượng hỏa lực tương đối là chặt phá đây. Không có bất cứ khẩu rifle nào cả. Bù lại thì họ có khẩu hoa cải Snack ở khu vực bom side B. Cụ thể hơn là khu bi kép. Một đồng đội của Snack thì đã bị bắt rồi. Hai người quan trọng nhất luôn là đằng khác. Thế này thì có khác gì là bắn solo cả B cả mid đâu. Quá khổ. Không biết là Snack thể làm được gì với một khẩu XM1014 trên tay thế này. Bây giờ địch vào thì còn có cơ hội, chứ địch không vào thì bye. Chắc chắn là không vào rồi. Đội hình của bên phía Faye bọn họ chỉ đang kê những góc đẹp dành cho mình thôi. Và cũng không có dấu hiệu là muốn quay trở về để hỗ trợ Snack. Anh chàng này sẽ phải quyên sinh trong khu vực bom sai bề. Đổi được một đấy, tuy nhiên thì vị trí của Brokey lại bắt ghi được cả Vôn nữa. Một round thi đấu thất bại hoàn toàn. Và đây sẽ là 8-4 dành cho đội hình của bên phía Faye Clan. Kết thúc lượt thi đấu first half. Một lượt first half mà gần như là Snack đối đầu với tất cả. Chúng ta nhìn thấy những tình huống mà Snack bị kẹt ở trong khu bi kép. Nó là những pha thi đấu tuyệt vọng. Face Clan thì họ vận hành giống một bộ máy hơn. Chúng ta nhìn thấy mỗi người đều có một cái vai trò rất là riêng biệt. Và tất cả những người chơi này đều có những khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình. Kể cả Carrigan, một player mà giai đoạn đầu còn không sáu, cũng có được một tình huống triple kill rất là cảm giác. Chỉ có riêng game Legion là hiện tại tôi nó thấy khá nhiều vấn đề họ thôi. Cái mặt bằng chung chênh lệch giữa các player nó lớn quá. Ra từ những trận thi đấu trước của game Legion, kể từ trước cả khi họ vào giải thi đấu Spring Group lần này, chúng ta đã thấy rồi. Snack đa phần đều là người phải carry. Kể cả chỉ số của Vôn cao hơn Snack đi chẳng nữa, tôi vẫn nói Snack là người carry. Bởi vì không có Snack thì Vôn không được bắn. Còn nếu không có Vôn thì Snack vẫn bắn bình thường. Và những player còn lại thì cũng tương tự như vậy. Snack luôn là người phải tự tạo khoảng trống, tự phải làm tất cả mọi việc, tự kiểm soát những cái chốc point mà đa phần người ta sẽ bắn hai người. Mà cuối cùng thì team anh vẫn bị giận. Người đồng đội là hơi nặng gánh cho vị trí của Snack rồi. Và có vẻ như ngày thi đấu hôm nay là một ngày thi đấu mà Game Legend bọn họ đã không đem lại những điều quá bất ngờ dành cho đội hình bên phía Faye. Một lượt first half xuất phát bên phía T side mà Faye bọn họ leo cho mình lên được 8 round thi đấu chiến thắng. Thì gần như map thi đấu Ensign này đã bỏ túi vào trong tay các player Faye rồi. Thôi thì ít ra cũng có một điểm cộng là những Game Legend, đó là theo những cái thông số từ giải Spring Group lần này, Ancient vẫn được coi là một map có lợi hơn một chút dành cho bên phía T-side. Không quá nhiều, nhưng mà thôi thì bây giờ còn thì bám víu, gọi là em cố nốt. Và thật ra tôi cũng chưa chắc đâu. Tại vì gần đây các team bắn ở Ancient City side họ bắn cũng khá là mạnh. Và đặc biệt đó là Faye Clan nữa. Chính xác. Hơi đen cho Game Legend. Mặc dù bọn họ chiến thắng cho mình trong ngày đầu ra quần đấy, tuy nhiên đối thủ của bọn họ ở trận thi đấu tiếp theo thì lại team Liquid. Để mà nói team Liquid thì nhiều người trước khi giải thi đấu này diễn ra thì nhiều người không đánh giá cao đội hình bên phía team Liquid đâu. Nhưng thì team Liquid tính đến thời điểm hiện tại thì bọn họ vẫn đang được gọi là thành công đi. Mà một cái điểm khá là hay của bên phía team Liquid đó là hiện tại em đang khá là quan tâm đến câu chuyện của Napfly. Napfly là người có nhiều phần phỏng vấn với HLTV nhất, và chúng ta cũng được nhìn thấy nhiều những cái góc sâu hơn về cách mà một đội tuyển được tạo ra và vận hành ra sao. Ngày hôm trước thì mình cũng đã kể câu chuyện đó rồi. Napfly cũng chia sẻ là bây giờ chúng tôi có quá nhiều màu sắc, chúng tôi có quá nhiều cái nền CS khác nhau đang hội tụ ở cùng một team, thì chúng tôi sẽ cần thời gian. Và để làm sao để vừa không phải là Face Clan, vừa không phải Heroic, mà vừa phải làm cái gì đó của riêng bản thân mình, thì nó là một cái điều rất khó. Và Napfly thì cũng nói rằng là tôi biết các fan hâm mộ hiện tại có thể cảm thấy rất thất vọng, nhưng mà với một cái lab tiềm năng như thế này thì chỉ cần khoảng một năm thôi, có thể là Liquid sẽ quay trở lại với đấu trường của chúng ta ở đẳng cấp cao nhất. Chứ không còn là một Liquid, chỉ còn là cái meme nữa. Tôi đương nhiên là cũng mong muốn được dự một cái đám hỏi. Tôi nghĩ là nhiều bạn cũng thế. Và quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Lượt thi đấu second half đã nổ ra. Đội hình bên phía team Faye Clan bọn họ sẽ chơi cho mình đó là bên phía City side. Còn T-side sẽ được kiểm soát bên phía team đó là Game Legend. Rope Z đã có cho mình cái đầu của Snack rồi. Người gánh kèo 1 bên phía team Game Legend đã nằm xuống.
đẩy tới 3 người của mình ra khu vực middle thì Brocky có thêm cho mình cái đầu của Isaac. Đang là một tình huống 4 vs 3 và bây giờ là 4 vs 2 khi Brocky hoàn thành cho mình cái double kill. Lại là Brocky thêm lần nữa, đã là triple kill, gọi tên Brocky rồi. Và liệu sống phải là quadra kill hay không đây, khi mà Bone đang ở một vị trí đồng không mông quạnh. Hết rồi. Hướng nào cũng phải kê, hướng nào cũng phải bắn, nhưng lại chẳng bắn được hướng nào cả. 9-4 dành cho FaZe Clan và nó cũng là sâu chấm hết tại map thi đấu này. Có thể nói là như vậy. Để thua một pistol round vô cùng quan trọng dành cho bản thân mình. FaZe Clan bọn họ sẽ leo cho mình được round thi đấu thứ 10 rồi. Với việc không đạt được bom thì lượng tiền của Gamer Legend trong round thi đấu tiếp theo là rất yếu. Là quyết định all in hay là quyết định eco đến từ Gamer Legend đây. Và đó là quyết định eco rồi. Sẽ là con số 10 dành cho đội hình bên phía phẩy. Tôi vẫn thấy có khá là nhiều bạn bảo là tôi nhét chữ vào mồm nát. Tôi cũng chưa hiểu là tôi nhét chữ chỗ nào. Các bạn cứ lên phần tin tức ở trên HLTV các bạn đọc. Có một cái bài phỏng vấn của Nap ngay sau trận thắng đầu tiên. Trận đấy là thắng Spirit. Phỏng vấn luôn. Thậm chí còn có cả bản trên SoundCloud. Bạn nào thích thì nghe lại. Đương nhiên cái phần đằng sau, cái phần lễ đường thì không phải là Nap nói mà là tôi nói. Mà tôi thì chưa hề bảo gì là Nap nói thế cả. Exact. Anh em đừng hiểu nhầm, tôi chỉ bảo cái phần đầu tiên là phần bọn tôi phải giữ một cái định kiến cho mình thôi. Không phải Heroic, không phải FaZe Clan, nó chỉ đến đấy thôi. Ngoài ra thì Nap có chia sẻ thêm những cái thông tin liên quan đến việc là anh ấy cũng đang dần là một người gọi là đổi role. Đổi về một role gì đó nó gần giống với Anchor hơn. Tại vì từ ngày xưa vị trí của Nap đã là một người bắn khá là passive rồi. Thế nên là bây giờ khi mà gọi là đến một cái tuổi cũng sang đến sườn dốc bên kia sự nghiệp thì không thể nào là một Nap ở thời đỉnh cao được. Thì Nap cũng chọn một cái role nó hy sinh hơn. Nap thì cũng bảo là tôi bây giờ cũng giống như một người bắn những cái role mà những người khác thường sẽ không thích cho lắm. Vì không phải một ai cũng có thể chịu đứng im một chỗ và ngồi anchor trong sai, không làm gì cả, chờ ma tự địch vào là bắn thôi, không di chuyển, không muốn make play, không làm một cái gì highlight để tạo ra một chút gì đó điểm nhấn cho cá nhân mình. Bây giờ là một Nap hy sinh rất là nhiều rồi. Đó là những cái bài phỏng vấn rất tích cực đến từ vị trí của Nap Line dành cho đội hình của bên phía Team Liquid. Và với những cái tên có trong đội hình của Team Liquid ở thời điểm hiện tại thì hoàn toàn chúng ta có thể hy vọng đó là một Team Liquid sẽ rạng rỡ hơn trong năm 2024 này. Tính đến thời điểm hiện tại, tại giải thi đấu Plus Spring Group thì Team Liquid bọn họ vẫn đang làm rất tốt. Đúng. Một tấm vé tại chung kết nhanh thắng và bây giờ bọn họ đang chờ xem FaZe Clan hay là Gamer Legend sẽ chạm trán với họ mà thôi. Trong với cái đà như thế này chúng ta cũng đang biết được một nửa đáp án rồi. Tạm thời thì FaZe Clan vẫn là đội tuyển chiếm thế thượng phong ở trong cái cuộc đấu BO3 này. Ropes đã có một vị trí đẹp khu vực elbow và Ropes đang muốn bắt thả mình. Isaac thì không hề kê lại. Làm sao mà đoán ra có một người dám bò có quả smoke cái liều lĩnh đến như vậy. Khó khăn, trông chất khó khăn cho bên phía Gamer Legion khi họ lộ toàn bộ thông tin về đội hình của mình tại B-Main. Và họ còn mất thêm một nữa. 3v4, không chiếm được map. Bị đối phương biết mình đang đi đâu. Và bom mìn chẳng đáng là bao đến từ bên phía Gamer Legion cả, chỉ là tiêu chuẩn để set được đủ một bài thôi. Bắn CT rất chủ động đến từ đội hình của bên phía phẩy. Một round thi đấu có cho mình đó những khẩu MP9 và ngay lập tức Garigan đã côn cho những người đồng đội của mình là hãy đẩy đi. Và ngay lập tức bọn họ đã thu về cho mình những trái ngọt. Một tình huống upgrade súng đến từ vị trí của Rope. Và Garigan với một khẩu MP9 thì cũng đổi ngang một khẩu AK rồi. Ba người còn lại Snack, Acor và Vol ở bên phía Gamer Legend. Mid không chiếm được, B-Main không chiếm được và bây giờ bọn họ đang co cụm với nhau. Liệu rằng có phải một tình huống xếp súng sớm ở giây thứ đó là 40 hay không đây. Chứ còn bây giờ bò lên à thì Rope với góc kề này ít nhất sẽ có cho mình đó là một mạng. Reshot đến từ Rope và đúng là đổi được một mạng trước khi nằm xuống thật. Giờ thì cặp đôi của Gamer Legion họ lại vòng ngược ra mid cùng nhau. Frozen một nhịp nhá thôi. Lộ tẩy hết rồi Gamer Legion ơi. Smoke CT lại nhưng có check Brocky hay không đây. Brocky vẫn đang được đồng đội bếp cho và góc của Brocky không thể thua được. Hoàn hảo là những gì mà chúng ta có thể tóm gọn về FaZe Clan ở trong round thi đấu vừa rồi. Họ biết lợi thế của mình ở đâu. Súng của họ yếu hơn, họ cần phải áp sát ở những cự ly tầm gần. Và cái cách mà bên phía FaZe Clan áp sát cự ly tầm gần ở cái trục mid map thi đấu Ancient này thì nó là thợ. 11-4 dành cho đội hình của bên phía FaZe. Round thi đấu tiếp theo thì đội hình bên phía Gamer Legend bọn họ lại yếu tiền rồi. Round thi đấu vừa rồi thì không đạt được bom. Round thi đấu tiếp theo nếu mà all in thì sẽ có súng to. Tuy nhiên quyết định của đội hình bên phía Gamer Legend đó chỉ là một tình huống hấp bài thôi.
bọn họ sẽ chấp nhận là đi cứu cho mình những cái mess point. Đôi khi thì bất ngờ cũng có thể được tạo ra bởi những round thi đấu như thế này. Thật ra thì đánh chậm không phải là một cách hay để có thể counter FaZe Clan, vì họ cũng làm đội tuyển rất nhiều bài, và team mà có nhiều bài thì họ cũng không ngại những đội tuyển thích bắn bài cho lắm. Có một chút gì đó điên điên ở trong những round thi đấu half bài đến từ game Legion đôi khi lại là lời giải cho những cái khó khăn mà họ đang gặp bên phía T-side. Đương nhiên thì nói là dễ hơn làm, họ cần vượt qua vị trí của Karrigan trước cái đã. Kể cả Rain cũng đang có một góc cây chéo khá đẹp dành cho đồng đội của mình. Một setup quá đẹp cho đội bên phía FaZe ở khu vực đó là B-Cape cũng như là trục middle rồi. Những quả flash, những quả smoke như thế này thì đội hình của bên phía team đó là đội FaZe Clan biết game Legend đang ở đâu. Và Karrigan thậm chí còn bắt thăm mình đi đẩy, và Karrigan ở đây có cho mình một mạng trước khi nằm xuống. Bắn yếu đi một người, đó là vị trí của Vol. Và bây giờ sẽ là một tình huống chờ retake đến từ đội hình bên phía FaZe thôi. Bọn họ vẫn còn đó cho mình, đó là những cái tên. Poki có cho mình cái double kill. Hết dành cho đội hình của bên phía Game Legend rồi. Vị trí của Kelz thậm chí cũng không hạ được quả C4 xuống. Trong lan smoke thì Rope cũng bắt đi được vị trí của Snack. Và đó là 12-4 gọi tên đội hình bên phía FaZe. Smoke để che mặt địch, nhưng địch bắn qua smoke kinh vậy thì chịu thôi. Hai pha quick scope quá cảm giác đến từ Brocky. Nó gần như khiến cho ý tưởng của bên phía Game Legion sụp đổ hoàn toàn. Ua. Như hack. Như hack đến từ Brocky. Quan trọng là chúng ta nhìn vào cái cách Karrigan đi đẩy đã thấy rồi, bên phía Game Legion bây giờ họ nằm trong lòng bàn tay của FaZe Clan rồi. Tình của nó chỉ cần là một người tay to hơn thôi là có thể ăn được hai và thậm chí là về được. Hơi đáng tiếc một chút khi mà cảm giác tay của Karrigan không phải là cao nhất ở trong ngày thi đấu hôm nay. Còn Tham Minh đẩy đúng là cái nhịp của đối phương đã chuẩn bị trả đồ. Đó là 10 điểm. Messboy đầu tiên cần phải cứu đến từ đội bên phía team Game Legend. Tin vui cho bọn họ tại cái Messboy đầu tiên này là bọn họ có cho mình những khẩu súng to, cùng với đó là lượng bom mình đầy đủ. Tuy nhiên quãng đường của bọn họ để cứu Messboy là rất dài, 8 cái Messboy cần phải cứu. Với phong độ của Isaac, của Arcor như thế này, rất khó để đội hình của bên phía team Game Legend có thể gây ra bất ngờ trước đội hình của bên phía FaZe Clan. Một góc bút. Tuy nhiên Snack có nhìn ra được vị trí của Rain hay không đây? Câu trả lời là có, tuy nhiên vẫn chưa thể bắn chết đi được vị trí của Rain, và thậm chí Rain trả đạn lại là còn đau hơn. Spam ngược rất tin đến từ Rain, nhưng người đồng đội của Rain là Karrigan thì đã bị bắt rồi. Khẩu ốp đang là hoạt động tốt tới từ anh chàng Roka. Một chút tia hy vọng đang được thắp lên khi mà Game Legion có những công cụ họ cần. Họ có một người được cài đẹp ở mid, họ có thông tin về các thành viên bên phía FaZe Clan đang bắn hai người tại Donut. Và bây giờ nếu như họ có thể vào được B cùng nhau thì nó sẽ là tuyệt vời. Nhưng Isaac cần phải chết càng chậm càng tốt. Góc này thì khó làm nào để có thể sống rồi. Nhưng Isaac nhìn ra bóng của Rain, và Isaac quyết định cương skill lần hai, nhưng tay Rain là to hơn. 3v4. Và có lẽ là cái phần việc của Isaac như vậy đã là hoàn thành. Bắt được một cấu yếu, một cấu đủ thời gian để các thành viên Game Legion họ được quyền bách thẳng vào bên trong khu vực offside B với nhau. Như vậy đã là đủ. Sẽ là một match point được cứu dành cho Game Legion. Tuy nhiên thì còn tất 7 match point nữa mà họ cần phải lo. Sẽ là tỷ số 12-5, chính xác là 5-12 dành cho đội hình bên phía Game Legend mà thôi. Bọn họ round thi đấu này thì với việc Karrigan đã nằm xuống tương đối sớm thì đó cũng là một trong những round thi đấu mà đội hình bên phía team Game Legend bọn họ cho mình những cái lợi thế ban đầu là ổn để có thể cụ thể hóa cho mình thành một round thi đấu chiến thắng. Quyết định đi bắt súng đến từ đội hình của bên phía team Game Legend. Tuy nhiên bọn họ đã phải bỏ mạng vị trí của Vol ở lại rồi. Tương đối là không cần thiết khi mà lượng tiền của các player bên phía Game Legend là không nhiều. Nãy thì tôi cũng nhận được khá là nhiều câu hỏi về việc Opper của bên phía Game Legend tên là Roka hay là Arcor. Trong một vài bạn nào không biết thì ngày xưa có một cái trend đặt tên, kiểu đặt tên ngược, và cái chữ cái cuối nó sẽ viết hoa lên để tượng trưng là chúng ta đọc ngược lại như thế nào. Thì có những người quen đọc thời đấy sẽ đọc là Roka, có những người thì thích đọc là Arcor theo đúng cái cách viết tên bây giờ. Cái này nó tùy vào sở thích thôi, còn cái tên nào thì nó cũng đúng cả. Bình luận viên nước ngoài cũng thế hết, chứ không phải riêng gì bọn mình. Đó thì đấu thứ 18, một tình huống kiểm soát được khu vực middle đến từ đội hình bên phía FaZe. Snack ở đây lại gặp những tình huống spam rất khó chịu đến từ vị trí của Rain. Chưa thấy mặt địch đã còn 28 HP. Cực kỳ đau điếng dành cho vị trí của Snack.
Và gần như với HP, lượng HP này thì anh chàng này khó có thể thi đấu ở những khoảng tham minh về sau. Cần là một tình huống swap súng đến từ đội hình của bên phía team Gamer Legend. Aco nên nhường lại khẩu ốp dành cho vị trí của Snack. Ốp kê trực diện. Và góc thi đấu này thì khó lòng nào mà Brookie bắn trượt được, trừ khi đối phương có những quả flash. Quả flash tới từ Vol, cần phải làm quả flash hoàn hảo. Và thêm đồ được nhồi ra tới từ thành viên của Gamer Legion. Brookie một tên bắn cho tham minh là trượt, nhưng Frozen còn đó để có thể cover. Và Brookie sẽ pick lần hai. Biết đối phương muốn ra mid rồi, quyết định của FaZe là bắn nhau tới chết ở đây. Và tôi chỉ thấy có một đội tuyển chết duy nhất thôi, đó là Gamer Legion. FaZe Clan giờ họ mới mất người đầu tiên, nhưng không còn cơ hội dành cho Snack nữa. 1-5 Ace Clutch. Nếu như muốn cứu thêm một match point dành cho Gamer Legion, và nhìn vào cái lượng máu của Snack xem, nhìn vào cái vị trí của Snack xem, FaZe Clan biết thừa Snack đang đứng ở đâu rồi. Kerrigan còn đẩy đến tận nhà rồi. Càng chậm thì càng chết thôi. GG Wellplay. Đó là một tình huống nice try đến từ vị trí của Snack mà thôi. Bây giờ có cho anh chàng này thêm 100 máu thì cũng không thể giải quyết được đội hình mình vừa phẩy. Và đó là 13 năm khép lại match thi đấu đầu tiên, match thi đấu Anson, với một tỷ số được coi là hủy diệt dành cho đội hình mình vừa phẩy Clan. Khác hẳn với những gì mà chúng ta được nhìn thấy ở trong trận thi đấu đầu tiên, FaZe Clan đụng độ với Gamer Legion lần 2 là một bản hoàn toàn khác. Một FaZe Clan phần nào đó nghiêm túc hơn, đúng không? Em nghĩ là trận thi đấu đầu tiên mà họ để thua có phần nào đó là chủ quan thôi. Mà chưa nắm rõ được cái sức mạnh thực sự của bên phía team Gamer Legion ở đâu. Sau khi họ quay trở về, họ nghiên cứu xong cái trận thua không ai đau điếng đấy, thì ngày hôm nay mọi thứ nó hoàn toàn khác. Cái biến số duy nhất mà các thành viên bên phía team FaZe Clan họ gặp vấn đề đó là vị trí của Snack ở trong khoảng thời gian ban đầu. Nhưng về sau chúng ta thấy cách FaZe Clan tiếp cận vấn đề rất hay. Nếu như chúng tôi không thể giải quyết Snack một cách triệt để, thì chúng tôi giải quyết tất cả những vệ tinh còn lại xung quanh Snack, và tự Snack sẽ phải nằm xuống. Chính xác là như thế. Và thậm chí có những tình huống mà đội hình của bên phía FaZe họ biết chính xác Snack ở đâu, họ bỏ qua luôn. Họ bỏ qua, họ đúng không? Đi bắn hết những người khác. Chính xác là như thế. Một cách giải quyết vấn đề tương đối là nhanh gọn lẹ đến từ vị trí của Kerrigan. Và 1-0 dành cho đội bên phía team FaZe Clan rồi. Thực sự thì CS cũng là một tựa game không phải ngẫu nhiên mà nó đánh giá là phức tạp, đúng không? Bởi vì một người chơi thì không thể làm tất cả công việc của cả 5 người được. Và vừa rồi chúng ta nhìn thấy một ví dụ rất rõ ràng với màn trình diễn của Snack. Ở tuổi này vẫn thi đấu ở đỉnh, đối đầu với một đội tuyển mạnh. Nhưng đáng tiếc là những người đồng đội của Snack thì lại đang không có phong độ thực sự tốt ở trong ngày thi đấu hôm nay. Tuy nhiên, đó là map pick của FaZe Clan. Việc họ có được cho mình lợi thế là điều dễ hiểu. Sang đến map thi đấu thứ hai, Gamer Legion sẽ cần phải chứng minh cho chúng ta thấy lý do tại sao mà họ lại lựa chọn bản đồ thi đấu Overpass trước một đại diện như là FaZe Clan. Liệu rằng có map thi đấu thứ ba hay không? Thì hãy cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút trước khi quay trở lại các bạn nhé.